Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, Minh Huy vừa mới về một chiếc Fortuner máy dầu sản xuất cuối năm 2017 nha các bạn. Mình sẽ quay về chiếc xe để các bạn có thể xem. Thì chiếc xe này được khách hàng mua tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, Minh Huy và chế độ bảo dưỡng khá là đầy đủ. Minh Huy có bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra tình trạng 176 hạng mục của xe, tình trạng chất lượng của chiếc xe này còn khá là tốt, gầm điện máy mọi thứ là rất là tốt nha các bạn. Xe này vẫn còn được bảo hành nha, vẫn được bảo hành chính hãng tại tất cả các đại lý Toyota trên toàn quốc. Thì mình sẽ đánh giá sơ bộ về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe này ha, để xem tình trạng của chiếc xe như thế nào. Mới lái về, bên Huy chưa kịp vệ sinh cũng như là làm cái gói Marukuri, cho nên là xe nó hơi dơ tí xíu, các bạn thông cảm nha. Về độ kín khít giữa cản về cửa cũng như là màu sơn thì chiếc xe này khá là đẹp, các bạn có thể xem khá là chuẩn nha. Xe thì được chủ xe gắn che mưa, phim cách nhiệt đầy đủ nha các bạn. Đó. Tình trạng vỏ. Đây, vỏ này là vỏ piston nha. Gai còn rất là dày. Rồi, xe này thì vỏ được sản xuất tuần thứ 29 của 2017 nha các bạn. Vỏ theo xe luôn. Đó, về cái thông số của vỏ đây, 265, 65 rồi 17 nha các bạn. Rồi, tổng thể thì từ phía trước ra phía sau, tình trạng ngoại thất của chiếc xe này khá là ổn nha các bạn ha. Rồi, tiếp tục. Thì xe này được bố trí phía sau là ốp ở trên cản ha, để chống trầy cho cản, kết hợp với hai cảm biến gia. Đây, về phần bên phải thì như thế nào, mình sẽ đánh giá qua cái phần sơn cũng như là độ kín khít giữa các cái chi tiết nha. Các bạn có thể xem thấy cái độ liền mạch giữa đèn cản và vè này ha. Đó. Vỏ. Xe này thì bên Huy về sẽ tiến hành sơn lại một số chỗ, xước nhẹ nhẹ thôi, rồi tiến hành vệ sinh nội thất, đánh bóng xe, vệ sinh động cơ cũng như là vệ sinh gầm. Đó. Che mưa, dán phim cách nhiệt đầy đủ ha. Thì những cái xe mà bên Huy thu về thì bên kỹ thuật đã kiểm tra chất lượng của xe đầy đủ, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe nha. Rồi, về phần bên phải thì đây, các bạn có thể xem tổng thể bên phải. Cũng khá là ok nha các bạn ha. Rồi, tiếp tục mình đi xem phần nội thất bên trong của xe. Đây, về tổng thể nội thất bên trong của chiếc xe thì màu nâu và đen nha các bạn ha. Ở phía trên thì nó là màu kem. Ghế đã được bọc da rồi, khá là sạch sẽ. Thì trần đã được chủ xe bọc ni lông này nha các bạn. Và đối với Fortuner này thì mỗi cái dãy ghế đều bố trí hai cái cửa gió dàn lạnh nha. Ở phía sau đây các bạn có thể thấy đây cái cụm công tắc điều chỉnh dàn lạnh phía sau. Rồi, tiếp tục là mình xem phần nội thất ở bên trong. Đây, tấm bi cửa màu đen nha các bạn. Ghế màu nâu khá sạch sẽ. Bên Huy mới lái về chưa có vệ sinh, nhưng mà chủ xe đi thì giữ khá kỹ các bạn. Đó, đây là cái bật lên xuống cái ốp để tránh việc trầy xước khi mà chúng ta bước lên xuống. Còn cái tấm thảm dưới này thì nó bảo vệ cho chiếc xe khỏi bị dơ khi mà
mình đi giày mà vào mùa mưa nó ướt thì rất bẩn. Đó, các bạn có thể xem. Xe này thì mới chỉ chạy được hơn 50.000 cây số thôi nha các bạn. Cho nên là tình trạng nội thất, ghế cũng như là ngoại thất của chiếc xe thì còn khá là chuẩn. Đây, tắp bi cửa. Mọi thứ ổn nha. Này. Đây học đựng đồ ở chính giữa các bạn. Rất sạch nha. Đây. Chủ xe còn bố trí thêm một cái tấm lót trên táp lô. Tấm này thì nó sẽ giảm cái nhiệt độ từ môi trường xuống cái táp lô khá là nhiều. Đây cho các bạn coi cây số luôn. 58.000 nha các bạn ha. Chiếc xe này thì theo Huy đánh giá về nội thất cũng như ngoại thất của chiếc xe thì khá là chuẩn. Đó, các bạn có thể xem táp lô đây. Không một vết chai nha các bạn. Những cái hộc đựng đồ này. Đây. Chỗ cần số. Xe này thì có cái phím các cái nút bấm điều chỉnh chế độ Eco Power nha các bạn. Tắt bị cửa ha. Khá là ok đấy. Đó, cho nên là các bạn nào mà có nhu cầu mà muốn mua xe về chạy gia đình cũng chạy cũng như là chạy dịch vụ thì các bạn có thể là mua chiếc xe Fortuner sản xuất cuối năm 2017 như thế này, tháng 11 năm 2017 nha các bạn. Đó, xe thì chỉ chạy được 58.000 cây số thôi, cho nên là chất lượng của chiếc xe khá là tốt. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như mà các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Huy để Huy có thể tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về cái thủ tục để sở hữu chiếc xe này nha. Và một điều nữa là chiếc xe này vẫn được ngân hàng tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ cho vay với lãi suất cực kỳ ưu đãi. Các bạn chỉ cần có khoảng tầm đổi ngoài 300 triệu một tí thôi thì có thể là sở hữu chiếc xe này rồi nha. Có thể sử dụng để chạy dịch vụ và chạy gia đình khá là tốt. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu khá là tuyệt vời. Khoảng tầm đổi 6 lít ha, trên 100 cây số khi mà các bạn chạy đường trường. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.